Hello, Hồng An chào mọi người. Và Hồng An cũng luôn chúc bà con cô bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay là cũng 23 tây tháng 12 rồi, ngày mai ngày 1 là Noel. Thâm ra hôm nay Hồng An cũng xin chia sẻ tổng thể tất cả chiếc xe để cho anh em mình có cơ hội mình chốt, mình kết duyên. Tổng thể những chiếc xe Hồng An sẽ quay tại tiệm. Và những chiếc xe nào Hồng An cũng đã chốt thì Hồng An cũng sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Và hôm nay Hồng An cũng đã bàn giao chiếc quay F màu xanh cất gà cho một người em ở dưới Hậu Giang. Hồng An đã gửi rồi, ngày mai người em mình ra mình nhận nha. Và một bộ hồ sơ của ông anh Tuấn ở dưới An Giang, Hồng An cũng đã gửi bên trạm xe Huệ Nghĩa. Mai ông anh mình ra nhận giùm Hồng An nha. Chiếc Future 201 màu lông chuột đó, Hồng An cũng đã gửi luôn rồi. Và bây giờ thì anh em cũng thấy rồi, mưa gió bão bùng ha. Hồng An sẽ đi tổng thể chi tiết từng chiếc xe tại tiệm luôn. Và Hồng An cũng sẽ test máy tỉ mỉ từng chiếc xe một để anh em mình chốt nha anh em. Đó. Những chiếc xe nào mà Hồng An cũng đã dỡ yên lên thì những chiếc xe đó Hồng An đã bán rồi. Đó. Xe nào mà đã dỡ yên lên thì anh em đừng có hỏi nha. Đó. Chiếc xe này hôm qua Hồng An mới đăng lên. Thì ông anh mình ở Vĩnh Long cũng đã ủng hộ Hồng An cũng mà 3-4 chiếc rồi, cũng xin chốt chiếc xe này. Ngày mai Hồng An sẽ đi giao cho người ông anh mình luôn. Và Hồng An cũng đang xử lý cái dàn nhựa, cái đèn nó hơi bị bể bọc hai cái ngàm, đâm ra xử lý giùm ảnh luôn. Ở trước tiên Hồng An cũng sẽ nổ máy cho người anh mình nghe trong nhà và cho toàn thể bà con cô bác mình biết trực tiếp những chiếc xe mà Hồng An đã lựa cho anh em. Cục máy nó cực kỳ đỉnh, nó như thế nào nha anh em. Ở chiếc rim Thái Hồng An cũng đã chốt rồi nha anh em. Rim Thái cọp 12.000 cây á, Hồng An cũng đã chia cho một người ông anh sách nghĩa rồi ha. 12.000 cây nè, chiếc xe này nè. Và hôm nào Hồng An trước khi bàn giao, Hồng An sẽ quay lại một lần nữa và phân tích cái chất sơn của nó. Anh em nhận định thế nào là một chiếc xe sơn zin, nó như thế nào, nó độ đậm, độ lợt làm sao, cái độ nhũ của nó làm sao, kim tiếng nó làm sao. Thì khi anh em không biết á, mình mua nhầm những cái xe mà họ dặm họ phớt á, đâm ra những cái giá trị mà nó rim nó cao á, nó dặm phớt là mức giá trị chiếc xe nha anh em. Đâm ra Hồng An sẽ phân tích thêm một lần nữa là phần thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm những dòng rim Thái xe cọp nha, Hồng An nói xe cọp nha. Nước sơn của nó đẹp như thế nào, cái độ đẹp của nó anh em có thể phân biệt được. Mình phân biệt được bằng cái điện thoại di động mình soi cho kỹ vô ha, cái độ màu, độ kim tiếng của một chiếc xe nha anh em. Thì bây giờ Hồng An sẽ quay chiếc xe nào Hồng An đã bán rồi thì Hồng An test tiếng máy cho người anh em mình nghe luôn, sẵn cho có cơ hội bà con cô bác mình nghe. Những chiếc xe mà Hồng An lựa tại tiệm thì cái nguyên lý máy là quan trọng nhất, xe nào cũng đỉnh hết nha anh em. Máy là phải đặt chuẩn, bảo hành máy 1 năm cho anh em thì chất lượng máy anh em nghe anh em sẽ để ý. Cục máy bảo hành 1 năm cho anh em đi thì tiếng máy nó sẽ như thế nào, nó mới đặt chuẩn nha. Vì tiệm của Hồng An là cái phương châm là lựa máy phải đỉnh, anh em đi nó mới sướng. Chứ xe đẹp mà nó máy nó không có đỉnh thì đi nó chán lắm anh em ơi, thật sự luôn á. Thì mình cũng là một người thợ đâm ra Hồng An tâm huyết là lựa cục máy chuẩn trước tiên, sau này mới tới dàn ngoài dàn nhựa gì đó. Cái phương châm là nó như vậy nha, máy là phải đạt chuẩn, sàng lọc cho kỹ, bảo hành anh em 1 năm về máy thì anh em đi, nói chung là một năm là đi 2-3 năm bình thường anh em ơi. Nói là nói 1 năm thôi chứ 2-3 năm là bình thường. Con xe này neo 2.9, 7.000 mấy trăm cây nè. Hôm nào Hồng An sẽ bàn giao rồi Hồng An sẽ quay lại một lần nữa. Chia sẻ cho người em của mình. Xe này về dưới An Giang nè. Trước khi bàn giao Hồng An sẽ quay lại kỷ niệm trên cái kênh cho tất cả bà con cô bác mình xem, mình đánh giá được cái xe 7.000 mấy cây là như thế nào. Rồi, bây giờ trước tiên là chiếc Future X. Hôm qua Hồng An cũng đã chốt ông anh mình là Tân Bình ở Vĩnh Long. Thì cho ông anh mình nghe tiếng máy nó tê hay không tê nha người anh em. Hai chìa khóa zin luôn đó. Con này Future X211 á, anh em nghe tiếng máy của nó chuẩn như thế nào nha. Máy đang nổ đó. Vì trong nhà mình nghe máy nó sướng lắm, trong nhà nó nghe nó đã lắm anh em. Trong nhà nghe mà thì nó chuẩn lắm. Có những con xe chức, máy chức nó phải như vậy mới gọi là chức nha anh em.
xe đẹp thì mình không nói nha, trước tiên là cục máy phải chức, phải đỉnh, là nó phải như vậy nha anh em. Này 211 đó anh em, máy như vậy đó anh em. Máy ấm hiểm luôn anh em, thấy không? Không có tiếng chắc tiếng gì nha anh em. Đó, máy như vậy mới gọi là một con máy, máy chức nè, máy đỉnh nè. Đó, FI đó anh em. Không ăn bịch bô luôn nha. Và không ăn để sát sát luôn nha, để sát gần cái máy luôn nha. Chứ để xa anh em không bao giờ nghe tiếng của máy đâu anh em. Như vậy là không nghe đâu ha. Rồi một con nha, con này Hoàng đã bán rồi nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm tiếng máy cho anh em thôi. Là trời ơi, đang mưa anh em ơi, mưa dữ lắm, nó về bão mà. À, con quay ép. Màu xanh cứt gà. Một người ông anh ở dưới Tiền Giang cũng đã chốt rồi, chuyển khoản đủ rồi và đang đợi Hồng An rút hồ sơ. Và Hồng An xin nói lộn nha, con quay ép đầu hơi web Thái Hồng An gửi cho một ông anh ở dưới, hôm nay gửi cho một người em ở dưới Hậu Giang, chứ không phải con màu xanh cứt gà nha, con này mới là xanh cứt gà nè, tại nhiều quay quá Hồng An quên nha. Con này một người ông anh ở dưới Tiền Giang cũng là người ủng hộ Hồng An cũng hai chiếc xe rồi, chiếc quay pha lốc máy đen và chiếc này là chiếc thứ hai trong một năm năm nay. Đó, chuyển khoản cũng đã đủ và cũng đã lên công chứng rồi, đợi ngày có hồ sơ là lấy xe luôn. Mã súng xin test máy nha, 20.000 cây, 28.000 cây. Và ông anh mình cũng đã chạy thử luôn nha anh em. Xe này ông anh mình đã chạy thử luôn rồi, lên chạy thử. Đậu nha anh em. Mình chỉnh lại cái. Ông anh mình cũng đã chạy thử cái con xe này luôn rồi. Đó. Ra phòng công chứng ký giấy nạp rút thôi. Cái này bô nó ngồi nổ hơi giòn anh em, bô nghe rất là giòn luôn á. Còn anh mình bịch bô lại thì nó sẽ không nghe tiếng máy hơn. 87 màu đó. Và Hồng An cũng đã hứa với ông anh mình kiếm cái cần số zin cho ông anh mình luôn rồi nè. Đó, tiền số mình đã có rồi nha ông anh. Đó, làm thêm một chìa khóa cho ông anh mình nữa ha. Khi nào mà ông anh mình lên đi, không ai sẽ bàn giao chìa khóa nữa. Đó, nói như vậy đó nè. Nếu có xem Hồng An mua về cho anh em chơi là anh em yên tâm ha. Máy như vậy đó. Nghe tiếng máy đó hơi lớn chút anh em. Rồi con thứ hai test máy cho anh em nghe ha, dễ yên lên là đã bán nha anh em. Đó, yên lên đã bán. Và đồng thời con quay ZX này nè chưa bán nha anh em, còn là máy đỉnh không nha. Con này là mang bán 3X nha, 205 xe cực kỳ đỉnh luôn ha, zin nguyên nguyên bản nha. Con này đi có 25.000 cây chuẩn nha anh em, không tua nha. Áo tem zin theo xe hết, rất là đẹp luôn. Chìa khóa zin vẫn còn nha anh em. Sẵn nổ máy cho anh em nghe luôn nha. Xe đỉnh đó. Con này xem anh em nào có duyên cuối năm mua được những con xe này toàn là xe đỉnh xe cọp không nha anh em. Đã nổ
đậu, anh em thấy đậu không? Đó, nó như vậy đó. Máy cỡ đó đó nè. Cái này 3 ít nha, nói chung là 30 triệu đó, 3 hồ sơ đó. Chân số của nó anh em thấy không? Rồi đập thắng nè. Mình kéo ra cho anh em nghe kỹ chút. Đó, xe rất đẹp. Còn là xe cọp không nha anh em. Chứ có xe gấu không á. Áo tem zin theo xe 25.000 cây. Những con xe này anh em chịu khó coi cái cổ cổ bô á, không ai nói mãi thôi ha. Những con xe đẹp xe chất mình phải coi cái cổ, có mở cổ chưa hay là có thai bô nào chưa hay là cái dĩa, cái gì đó mình mới nhận định được những chiếc xe nha. Đẹp hay không đẹp nha anh em. Đó, con này là 30 triệu nè, bao hồ sơ nè, thấy cái dĩa không, chưa khuyết nha. 7 màu hết á. Những con xe cho anh em đi tết là Vivo luôn ha. Anh em nghe nghe tiếng máy đi. Đó. Những con xe này nè, anh em là chỉ có duyên, chỉ có một thôi nha. Mất duyên là hết hết xe ha. Cơ hội không có đến với anh em, chỉ có một lần thôi. Anh em nào mà được hưởng những chiếc xe này là có một cái duyên đó anh em. Kiếm cái nào kiếm được những chiếc xe mà được cục máy như vậy lắm. Nhưng mà tâm huyết không nha anh em. Thấy không? Kén cổ đều chưa mở hết đó anh em. Anh nghe tiếng máy đi. Trong nhà ấm em anh em nghe nó sướng lắm. Ông tán 7 màu rồi thấy không? Xe này áo tem zin theo xe nha. Rất đẹp. Ông tán 7 màu hết nha anh em thấy không? Rất là đẹp luôn, có 30 triệu rồi anh em, nhanh nhanh nha anh em. Tết đến rồi nha, một con xe đỉnh xe chất hiếm lắm. Mà những con xe học em mua tại tiệm đều là những con xe đỉnh không à. Máy là máy cọp. Nhích ra là bye bye không ha. Bỏ hành một năm về máy không à. Cơ hội hiếm lắm nha anh em, không phải dễ có đâu. Không em cũng sàng lọc chọn lựa kỹ lắm. Nói chung những con xe này không em mua 10 chiếc đem vô giỏi lắm, không em lựa được 2 chiếc anh em lái đó. Rất là kỹ luôn. 4 số 1 chủ không anh em thấy không? Mà mua những dòng xe là 4 số 1 chủ không à. Những cái dòng xe này cái 4 số 1 chủ thì cái chủ xe họ sử dụng mới là kỹ, mới là đỉnh. Còn những cái xe mà rút gốc về mà ra 5 số này kia là đa số là những cái xe mà đi 2-3 đời hết. Không ăn được cái may mắn là mua tại thành phố là ngay chủ. Tuy rằng sang lại cũ lái nhưng mà lái họ cũng đi xăng đi lục. Còn mình mua lại những chiếc xe đa số là một chủ là chính, thấy không? Còn những cái xe mà dùng ngoài họ về á, họ qua biết bao nhiêu tay lái rồi họ về họ sang tên lại, cái nguồn gốc của nó mình không có nắm được cái gốc nha anh em. Quan trọng mua xe mình phải biết được cái gốc của chủ xe, nam hay nữ, hay là 4 số hay là 5 số. Cái điều đó rất là quan trọng cực kỳ nha anh em. Đa số một chủ thì cái độ zin của nó đa số là còn nguyên nhiều, và chủ thứ hai họ sẽ có thay thế, họ sẽ chỉnh sửa cái độ zin nó sẽ bớt đi. Đó. Đa số là như vậy. Vì kinh nghiệm Hồng An mua những cái chiếc xe mà 4 số một chủ rất là nhiều, năm ra cái kinh nghiệm Hồng An thừa hiểu nha anh em. Cỡ nào đi nữa đi họ đã giữ kỹ thì 4 số một chủ họ giữ rất là kỹ luôn. Qua chủ thứ hai 5 số họ đi thời gian họ sẽ có những cái mà họ thay thế vô. Nó đâm ra những cái nguồn gốc mà thành phố anh em mua cực kỳ yên tâm luôn, ngay chủ không. Thứ nhất là được 4 số nữa. Chỉ sợ những xe dùng ngoài á, dùng ngoài Bắc hay ngoài nào họ chuyển vô về tỉnh mình họ sang tên ra 5 số thì mình không biết được cái gốc, thấy không? Anh em mua nhiều khi cũng không biết được cái nguồn gốc xe ở đâu. Xe thành phố thì anh em yên tâm rồi. Đa số mà những xe mà họ đã giữ là giữ cực kỳ giữ luôn, cực kỳ đẹp luôn, mà máy cực kỳ bốc. Và những con xe mà họ đã sử dụng để cài là cực kỳ tệ nha anh em. Khi họ sử dụng để dùng để chở hàng này kia đó là cực kỳ tệ nha, không ai nói trước. Thành phố là như vậy nha, khi họ đã giữ thì giữ kỹ lắm, mà khi họ đã sử dụng là họ tàn á, họ đi chở hàng á, anh em đừng bao giờ mua nha. Vì họ dùng để đi chở hàng, họ cài bừa, họ đi nước đi mưa mà, đâm ra những chiếc xe đó nó tệ lắm. Và khi đã cọp nó cọp dữ lắm anh em ha. Vì người ta họ có điều kiện, họ có tiền, họ không hề bán. Đều là những chiếc xe mà họ làm kỹ niệm không à. Có nhiều khi đôi lúc nhà chật quá họ dọn nhà, đâm ra họ buộc phải bán thôi.
Đúng là những cái xe họ ít khi nào họ bán lắm, vì họ giữ làm kỷ niệm là chính, thấy không? Mười mấy 20 năm họ giữ lại làm cái kỷ niệm là chính. Có lúc họ buộc phải bán là vì cái chỗ họ chật quá, họ mua những cái dòng xe mới, xe ga rồi đó, họ không còn chỗ nữa. Thành phố là nó nhà nó nhỏ, nó không được như dưới quê mình. Đâm ra họ không thể nào họ giữ lại được chiếc xe, buộc họ phải bán ra anh em. Đó. Rồi, con này 3X nha, 30 triệu. Và ngày mai thằng em cũng mới về hai con rim. Mới về con rim nữa nè. Con này 7X nha anh em. Đầu 4 luôn nha anh em. Còn là xe VIP không nha anh em ơi. À, anh em nào có duyên thì Hồng An sẽ chia sẻ luôn ha. Máy đỉnh của đỉnh nha, đầu nồi chưa rớt zin nguyên bản ngoài trừ cặp vỏ ra nha anh em. Chìa khóa zin vẫn còn nè em thấy không? Chìa khóa zin luôn đó. Máy khỏi bàn ha. Tập kiến zin theo xe luôn nè. 35.000 cây chuẩn nè con này. Những con rim cũng vậy nha anh em, Hồng An chia sẻ là từng toàn là những con rim cọp, rim chức không à. À. Mới nhập về nữa đó. Đẹp quá chịu không nổi anh em ơi, nó zin quá và máy nó cọp quá anh em. Hôm ra Hồng An chịu không nổi. Buộc phải gom về chia sẻ cho anh em chơi ha. Hàng đỉnh không nha anh em. Rất là đẹp. Bạc lóc rất là đẹp luôn. Mình xưa là khỏi có bàn ha. Anh em coi cái cùm thôi. Mang quay cùm thôi anh em, quay cùm với cái cổ bô thôi. Và anh em tự đánh giá chiếc xe nha. Và những cái phụ kiện khác thì Hồng An đã bao rồi. Cái chính nó nằm ở cặp kim nè, còn đỏ ao nè, thấy không? Kim đỏ ao à, 35.000 cây chuẩn đó. Cặp cùm nè, cùm zin nha, không phải cùm mới nha, và không có sơn phớt nha. Đó. Những chiếc rim anh em nhìn cặp cùm, nhìn cái nút. Đó. Là cái chất nền của nó nằm ở đây vì mình sử dụng đó anh em. Nó dễ bị bay lắm, thấy không? Đó. Chìa khóa, ổ khóa cũng vậy nè, ổ khóa zin rồi đó, nó khác anh em, thấy không? Đó với cái cổ bô nữa. Rất đẹp, nói chung rất đẹp anh em ơi. Đời 94 là rất đẹp. Ý à, 04 đầu đời 95. Màu này dữ lắm, thấy không? Không ai lựa những dòng xe rim cũng vậy nha, cũng kén chọn cái đời lắm nha anh em. Những cái rim đời nào mà nó thịnh hành, nó bền á, Hồng An luôn là cố gắng mình lấy về chia sẻ cho anh em. Và những cái dòng rim 81 đầu, 80 đầu nó máy thật sự là nó không có bằng. Chứ khi nào nó cọp lắm Hồng An mới mua nha. Nói về chất lượng máy thì khỏi ha. Thấy chưa? Rất đẹp. Nổ máy cho anh em nghe là không nghe tiếng nha anh em. Thực sự luôn á. Hôm nay clip hơi dài nha, mang xe đi sơ sơ ha. Cố gắng. Nó hàng cổ nha, để lâu bị nứt anh em. Đó. Cơ bô lên nè. Máy cái đó đó. Anh em Hồng An chỉ coi cái bô thôi là Hồng An hiểu rồi ha. Anh em hiểu cái bô đó sao rồi đó, như vậy đó anh em. Không hàng không móc nha anh em. Chỉ có cái cổ họ để lâu quá họ bị lủng nè. Đa số là bị nứt. Bị lủng á. Để lâu nó mục nó lủng anh em đó. Máy thì khỏi bàn luôn. Bô nha anh em. Rất đẹp. Nghe tiếng máy không? Đỉnh của đỉnh luôn nha anh em. Xe này không ăn chưa rửa chưa gì hết nha. Ha. Rất là đẹp luôn nha anh em. 77X anh em ơi. Rất dễ anh em chơi ha. Vàng nhựa bẩn còn vàng ươm mà. Họ lắp rất đẹp luôn anh em. Mới sơ sơ thôi. Bộ zin của nó đó, cạnh tay dán keo nguyên kiếp nha anh em. Dán keo đó anh em. Đẹp. Xe này còn dơ lắm. Ở đó đó. 7X mà có 2 chiếc rim cho anh em chơi. Cái mùa Tết năm nay. Khỏi bàn ha. Ồ. Chiếc này cũng 7X nha anh em. Đầu 04 luôn nè anh em. Cũng zin nguyên bản luôn nha. Nói chung là xe này đầu nồi chưa rớt hết, máy cực kỳ đỉnh luôn ha. Ngoại trừ cặp vỏ thôi. Hai xe này cũng vậy nè, không có lai gì hết trơn nha anh em. Đó.
đều nguyên bản hết, bẩn zin, kiến zin, chìa zin, yên zin luôn nha anh em. Đó. Chỉ có không còn vỏ thôi ha. Những cái phụ kiện trên xe đều nguyên hết. Nó rất là đẹp luôn nha. Mình sơn vậy cui à. Ở máy đó anh em. Đầu nồi là chưa rớt mà nhích ra làm nhóm nhóm nha. Không phải đầu nồi chưa rớt mà chạy không nổi nha anh em. Không ăn phương châm mua xe là nồi phải chạy bốc nha anh em. Bô trên xe chưa có dấu mỡ nè anh em thấy không. Đồ zin của nó vẫn còn hết nha. Con này cũng 7 ít nha anh em. Chiếc nguyên bản của nó đó. Em coi nè. Ao con này là đời sớm một tí đầu E nha anh em. Con kia là đầu ET. Máy của nó đó nè. Rất là đỉnh luôn ha. Đều zin hết, nguyên bản hết. Yên zin theo xe nha, đế sắt không nha anh em. Đế sắt theo xe nha. Hạn nguyên hết anh em. Đó, rất là đẹp luôn. 4 số hết nha anh em. Hai xe này đều 4 số 1 chủ nha. Chưa có sang tên qua ai nha anh em. Hồng An nói từ lúc đầu rồi, những cái xe Hồng An mua đa số là 4 số 1 chủ hết. Chưa qua chủ thứ hai đâu. Khi qua lái họ có ký quỹ quyền thì có nha anh em. Khi qua lại anh em lái đó, đó thì có nha. 4 số 1 chủ hết nha anh em. Đẹp, thấy không? Ốc tán còn xanh lè anh em thấy không? Rất là đẹp luôn anh em. Ở đời đời tem xanh nè. Không bốn đầu đời tem xanh không anh em. Đời này đúng là hàng đỉnh đó. Anh em mà đang chơi riêng thái cái dòng mà không bốn đầu là nghe là chảy nước miếng anh em. Khó lắm, khó tìm lắm. Học tán cũng vậy nè. Nè thấy không? Cỡ này không anh thấy không? Đó. Học tán đi còn xanh hết nha anh em. Chưa có xuống xét xuống gì hết đâu. Rất là đẹp. Rồi. 7X luôn nha anh em. Anh em có duyên là kích hai con này nè, chơi Tết được nè. Bao không lỗ luôn. Anh em chơi quay đầu lỗ 10% Hồng An mua luôn nha anh em. Riêng ở thành phố nha. Anh em nào chơi quay đầu 10% Hồng An mua lại anh em luôn ha. Còn anh em về tỉnh thì rút hồ sơ tới lui nó hơi bị phức tạp một tí, nhưng mà quan trọng là cái phần trăm nó sẽ lỗ nhiều hơn 15 hoặc 20%. Giờ nào Hồng An cũng mua lại anh em hết nha. Anh em chơi là bao không có lỗ luôn đó. Bao tay zin còn nè, cùm nè, anh em thấy không đó. Chiếc nào chiếc nấy anh em thấy không, đa số là ná ná nhau hết. Mà lựa là tuy rằng nó đi nhiều mà không nhiều cũng vậy thôi. Máy là đỉnh ha. Kim phải còn đỏ, đồng hồ zin nha. Sợ nhiều khi kim vô, đồng hồ vô mới, thay mới này kia nha. Đồ theo xe hết anh thấy không. Con này đi cũng 30 mấy 40 ngàn thôi. Nhìn cái kim là biết rồi anh em. 16 ngàn là không đúng rồi ha. Nó bị đứt nha anh em. Cầm cũng vậy nè. Bao tay zin cứng ngắc nè. Ở máy cỡ đó đó anh em. Còn xe đỉnh không anh em ơi, rất là đẹp. Những con xe này nó zin nguyên bản, anh em chơi nó sướng lắm. Nó không phải là xe sàn xe vô anh em biết không. Nhiều chiếc xe rim họ mua này mua kia, họ sàn họ vô họ gắn đó. Còn xe này xe nguyên bản một chủ là đúng chức chủ xe họ đi kỹ. Mình chơi rim mình cũng am hiểu nha anh em. Một chiếc xe đúng chức xe zin là sao, là họ mua thùng tới giờ, tuy rằng họ đi theo thời gian 5, 10 năm, 20 năm, nhưng mà vẫn cái đồ trên xe vẫn còn nguyên hết, không có thay thế gì hết đó, nguyên bản bẩn của nó luôn đó. Những cái giò đạp thắng nè, giò đạp nè, hay là gác chân nè đó, hay là những cái bô nè, hay là những cái đồ đạp thắng nè, từ số nè đó, ba ga nhựa nè đó, là theo xe tới giờ, thấy không anh em. Hiểu cái từ mà zin nguyên bản không, là như vậy nha anh em. Cuộc cũng vậy nè đó, cạc tay cũng vậy nè, câm niền bô cũng vậy nè đó, theo xe hết. Còn nhiều khi họ nhiều người họ bán cái dòng xe là họ vô gọi là dựng á, cọp dựng rồi không, họ mua những chiếc xe khác họ sàn vô, sàn mâm, sàn phuộc, sàn bô, sàn yên, sàn này sàn kia, họ là cái là dạng như dạng vô đồ thì nó khác nha anh em. Vô đồ chỉ có anh em kinh nghiệm họ nhìn mới ra thôi, thì sự anh em nhìn không có ra đâu anh em. Chơi xe mình phải hiểu, xe zin nguyên bản là nó phải zin, chủ xe mua thùng, ốc tán phải zin hết, không có lai phục cũng phục zin. Còn những chiếc xe dựng là họ mua những cái phụ
phụ tùng khác họ sàn vô, họ gắn vô. Anh em nhìn là tưởng là một chiếc xe zin, thực sự là không không phải nha. Đồ đó là đồ vô, nó giá trị nó khác nha anh em, khác hoàn toàn hết ha. Tâm ra ở đây á, là không ăn phân tích, chỉ có anh em nào mà trong nghề thợ họ nhìn mới biết thôi. Cái anh em mua xe anh em không bao giờ biết đâu đó. Những khi họ vô những món đồ anh em nhiều khi tưởng cái yên zin, thực ra là chiếc xe đó họ đã thay yên rồi, họ vô một cái yên mới hay cái gì đó, hay là một cây bô. Nhưng mà anh em nhìn dấu, không ai khuyên anh em mà mãi à, anh em nhìn dấu, nó nhìn dấu mỡ, dấu gì đó, những con xe cọp anh em phải để ý những cái dấu. Cái dấu có thẹo là họ vô cây bô, hay là chống đứng, chống nghiêng, họ sàn cái cốt. Cốt gì nó như vậy nè, đó, họ thay cốt rồi nó sẽ đóng cái cốt khác. Dấu thẹo nó nhiều lắm, anh em trong nghề nhìn mới biết thôi đó. Là nói như vậy nha anh em đó. Rất là giá trị nằm ở chỗ một chiếc xe zin nguyên bản nó khác, một chiếc xe sàn đồ nó khác nữa anh em. Chơi xe mình phải am hiểu đó. Và bảo hành một năm cho anh em những con xe này, vẫn bảo hành anh em một năm nha. Tuy rằng nó đời cổ nhưng mà bảo hành một năm hết. Về máy nha đó. Anh em thành phố quay đầu 10%, giờ nào cũng được hết, chơi chén quành lại 10% đó. Nhưng mà Hồng An phải khuyên anh em phải thay nhớt thường xuyên nha. Đừng có để nó nhớt nó hư hao. Và Hồng An sẽ để ý cái km anh em đi, đi nhiều thì cái giá trị lỗ nó sẽ khác và đít nó sẽ khác nha anh em. Đó. Và con trong là con quen pha lóc máy đen, con này con cũng đỉnh lắm anh em, lóc tán 7 màu anh em, còn mang nổ máy nha, cũng là cọp luôn anh em, máy là khỏi bàn ha, khỏi bàn cãi luôn ha. Con này 25 triệu nha anh em, lóc máy đen 202 đầu HVN nha, đời HVN nha anh em, lóc máy đen. Đó, máy gấu luôn nha anh em. Xe cũng là zin nguyên hết á. Con này đi 34.000 nè. Máy cực kỳ nha. Những cùng zin hết cho nha anh em. Zin. 34.000 cây chuẩn ha. Anh em cũng nhìn cổ vô, nhìn máy này kia ha. Thấy chưa? Thấy không? Cốt nền nó thể hiện hết cho anh em. Đi nhiều đến anh em nhìn vàng ốc là biết anh em ơi, nó thẳng lên như vậy đó. Vàng ốc mà nó xuống màu hết trơn, nó đi nhiều, nó sát hết trơn à, nó sẽ chắc chắn nó sẽ đi nhiều anh em. Cho dù anh em có rửa cái đầu rửa thì nó cũng đen à. Nhưng mà Hồng An đây là tuyệt đối là rửa xà bông với dầu lửa nha, không có rửa thuốc men nha, bao đi càng đẹp đó. Anh em nào mà mua xe Hồng An về chịu có rửa đi, càng rửa càng đi càng đẹp, chứ không có mà sử dụng thuốc men đâu. Nói chung anh em sử dụng thuốc men á, để chừng 1 tháng 2 tháng là nó sẽ xuống màu anh em. Năm ta rất nhiều anh em họ mua xe Hồng An họ biết, họ mua một chiếc, hai chiếc, ba chiếc về xe càng ngày càng đẹp nữa. Thì khi họ lên thăm Hồng An chơi á, Hồng An nhìn là chiếc xe Hồng An nhìn là không ngờ là xe của mình nó đẹp như vậy anh em. Thì khi anh em lên thành phố chơi ghé qua Hồng An thăm Hồng An đó, chạy lại những chiếc xe mà Hồng An đã bán cho anh em á, nhìn lại xe của mình là Hồng An không có ngờ luôn nó đẹp như vậy đó. Thì khi những anh em họ về họ kỹ đó, họ chùi họ rửa này kia nhìn lại đẹp hơn nữa. Những cái chiếc xe zin em nhìn nó biết liền ở nhân zin nè, rửa dầu rửa xà bông nó khác nha, mà rửa thuốc nó kỳ lắm anh em ơi, nó trắng tát à, thấy không, còn vàng vàng thấy không đó, chiếc zin của nó còn vàng vàng nè đó, anh em càng rửa nó sẽ càng đẹp nữa. Chiếc nhôm của nó như vậy anh em, không phải muốn đẹp là đẹp đâu anh em ơi, xe đẹp là nó sẽ đẹp thôi, còn anh em mà nó xe đã xấu anh em rửa cái nào rửa đi nó cũng là càng ngày nó càng xấu nữa đó, không phải rửa đẹp đâu. Rất nhiều anh em hỏi không anh rửa cái gì mà xe nó đẹp quá vậy đó, không anh nói tại xe, chiếc xe nó đã đẹp thì mình rửa nó sẽ đẹp, chiếc xe mà nó đã xấu thì nó rửa hoài nó cũng vậy, càng rửa nó càng sát luôn anh em, nguyên lý là nó như vậy thôi. Không anh xài sử dụng những cái nhớt đứt không anh thấy không, nhớt đứt không á, xe nào cũng đổ nhớt đứt hết 200 mấy chục ngàn một bình đó anh em. Và mình không ăn mình hà tiện gì hà tiện, nhớt không biết nào hà tiện được. Những xe anh em mua của Hồng An là đều đổ nhớt đứt hết ha. Đó, mình chạy càng lâu thì máy nó càng bền anh em thấy không, rất là bền luôn. Mà bịch bô này không nghe tiếng nữa anh em, đó cỡ đó anh em thấy không, không nghe tiếng máy gì đâu. Nói chung là cái thương hiệu nó đi chung với uy tín nha anh em, uy tín chất lượng nó luôn đi chung với thương hiệu nha anh em. Hồng An làm cái nghề này cũng hơn gần 10 năm rồi.
anh em nào mà chịu khó lên Google search cái số điện thoại của Hồng An á, search số điện thoại thôi, anh em không cần search cái gõ xe máy Hồng An đâu, search hai số điện thoại thôi, lên Google gõ hai số điện thoại thôi, 0368888383 và 0907957435, hai số điện thoại thôi. Đó. Thì anh em sẽ biết được cái quá trình Hồng An bán những chiếc xe mà đọc xe cổ xe chức từ năm nào Google nó đã giữ giúp cho Hồng An gần 7-8 năm nay. Chứ gõ hai số điện thoại nha anh em, không cần gõ xe máy Hồng An đâu ha. Anh em thử đi phải không, coi Hồng An nói chịch hay là nói đúng hay là nói dốc hay là nói sai. Gõ hai số điện thoại lên Google đi, anh em bữa nào rảnh á gõ thử đi. Rồi từ năm nào Hồng An bán những chiếc xe nào mà cọp cỡ nào anh em thử xem thử một lần đi rồi anh em biết liền à ha. Hồng An cũng không muốn nói nhiều lâu lâu, nhưng mà Hồng An phải chứng minh. Hồng An nói là có là chuẩn, là anh em cứ gõ hai số điện thoại lên Google thì lúc đó Google sẽ hiện lên những chiếc xe Hồng An đã bán từ năm nào, kinh doanh từ năm nào, cửa hàng bán xe làm sao đó, nó lưu trữ hết à. Có những chiếc xe đó đỉnh hay cọp sao đó. Và con này Hồng An cũng mới lấy về, nói chung là con này Hồng An cũng đã hứa với ông anh mình rồi đó. Duyên nó đã có là nó có nha anh em. Hồng An đã hứa với ông anh mình rồi, năm ra Hồng An cũng không thể nào bán cho anh em hết, quay là quay chia sẻ thôi nha anh em. Con này gấu lắm nha anh em, con cọp á, quay S208 luôn, coi nè rất là đẹp luôn, hai chiều khóa zin theo xe luôn nha anh em. Con này con gấu đó, anh em coi cổ vô nè, trắng phiếu ha, rất là đẹp như xe thùng nha anh em. Hứa với ông anh mình rồi, kết duyên ha. Đó, cái nào Hồng An hứa là Hồng An sẽ giữ lời và sẽ chuẩn ha, rất là đẹp luôn, như mới anh em. Hứa với ông anh mình ở dưới Tây Ninh, nói chung là như vậy đi. Ông anh mình sẽ ngày mai để coi làm sao chuyển khoản hay lên lấy xe làm sao đó, Hồng An sẽ nhắn tin với ông anh mình luôn. Nổ máy anh em nghe cái xe này hai chìa khóa zin nha anh em, ông anh mình nghe tiếng máy luôn ha. Sẵn cái clip hôm nay xe này cọp nha anh em, clip dài quá, định quay chiếc Fuel nè, Fuel thờ nè, quay Thái nè, quay S nè, chia sẻ cho anh em ngày mai Noel rồi lựa những chiếc xe đẹp xe chức mình đi chơi Tết nha anh em. Ở cốt zin vẫn còn chấm sơn nè, thấy không, quá đỉnh nè, thấy không. Trời ơi, nó gấu anh em, quá đẹp luôn. Máy cỡ đó nè, nó phục còn luôn nè, nổ máy nó hơi nguội, rửa sơ cái nổ lại máy cái coi. Nguội máy anh em, đi nước này mới do xanh lè đấy không, có rửa nước đó, nó mưa đó anh em, dơ đó, ở dưới đó phải dơ nè, vậy đó nè, mà nước không thấy không, nước mưa nè, rửa nè, nó nguội á, máy nó bị lạnh, động nước động mưa đồ nè, mưa không thấy không, máy như xe cọp luôn nè, như xe thùng luôn anh em, hứa với ông anh mình rồi thôi ha. Sẽ như anh em mình kết cái duyên ông anh này mới làm quen kết duyên á, lóc trắng phấn luôn anh thấy không, lóc rồi trời xe ông anh nhìn mà con chịu nổi anh em, mới tin nè. Rồi vậy nha anh em mình ha. Rồi tiếp đến con quay Alpha 203 chữ công, con này mất duyên nè, ông cài mất duyên nè, hết xăng luôn rồi, mất duyên rồi này. Cho nên Hồng An cũng nói anh em á, nhiều khi anh em ai cũng lớn hết rồi, mình làm ăn á, mình phải đặt trường hợp mình như một người bán đi, và anh em sẽ hiểu thế nào là mình mua bán nó có duyên hay không, phải không? Nhiều khi chính vì những cái quyết định của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác nha anh em. Đó. Con này là bị mất duyên nè. Đó, 203 mà máy cực kỳ luôn anh em. Con này 20 mấy ngàn cây thôi, xe cọp đó anh em đó. Và cũng có 2-3 người anh em mình hỏi đó, lúc trước mà Hồng An vừa đăng lên có 2-3 người anh em mình hỏi luôn á, nhưng mà có một người em ở dưới
Đồng Tháp, đúng rồi, chốt Hồng An cũng 3 hôm luôn á, kêu để lại 3 hôm rồi mới chuyển tiền. Hồng An cũng giữ đúng lời hứa, không nhận cọc luôn à, mà rốt cuộc mua hoặc không mua cũng chẳng trả lời Hồng An gì hết nè, bị mất duyên nè. Hồng An rất là ngại những anh em nào mà mình làm ăn mất uy tín. Hồng An sợ lắm, thật sự là những anh em đó Hồng An là đã chặn số luôn rồi, thật sự là đã chặn luôn số luôn, coi như là đã cắt đứt cái duyên mình luôn, không còn kết duyên nữa, cắt đứt cái duyên luôn. Không ra anh em mình trước khi mình mua xe gì đó mình phải quyết định cho kỹ, đúng không? Mình mua hoặc không mua mình cũng phải báo hoặc hẹn ngày hẹn giờ cho chuẩn, và không mua thì thôi, để mình quyết định sớm cho người mua bán, người ta có thể người ta bán cho những anh em nào họ đang cần. Còn mình cứ ôm đó khư khư đó 2-3 ngày cũng không trả lời, và lý do chuyển khoản này kia đó, thành ra mình cũng tin tưởng đó. Thì rốt cuộc là nói như vậy đó, vì mất cái duyên thành ra cái người bán họ khó lắm. Có lúc gì cái anh em không hiểu là nghĩ là cái xe này nó có bị vấn đề gì đó hay là sao đó. Rất là khó luôn. Xem ra Hồng An khuyên trong cái kênh xe máy Hồng An á, anh em nào hãy thật sự quyết định thì hãy gọi cho Hồng An. Khả năng của mình mua được xe khoảng bao nhiêu tiền, cần cái chiếc xe như thế nào, là mình quyết định, mình chốt. Suy nghĩ cho kỹ hoặc xem clip cho kỹ 2-3 lần đó, rồi mình mới quyết định mình chốt chiếc xe, đúng không? Mình không cần gấp, nói chung là thời gian mình có hạn mà, mua bán vô duyên thôi. Anh em nghĩ đi, một chiếc xe như vậy đó quá cọp luôn anh em, 20.000 cây thôi, 20 mấy ngàn cây đó anh em, cái máy cỡ này đó, lưỡng công máy đỉnh luôn nha anh em, cực kỳ đỉnh luôn á. Cái này 7 màu hết trơn, thấy không? Co xăng co đồ 7 màu hết trơn, ốc tán 7 màu luôn á anh em. Máy như vậy đó anh thấy không, bị mất duyên. Hôm nay con này Hồng An bán sẽ bán đúng cái giá, nói chung là vốn Hồng An 24 rồi, bán đúng 25 triệu luôn, coi như là 1 triệu đó là rút hồ sơ cho anh em, là Hồng An bán quề phá quề luôn đó, đó nói chung là quề vốn luôn ha. Con này Hồng An bán 27 triệu nha, lúc trước Hồng An đăng 27 triệu nè, bây giờ là vốn là 24 rồi, rút hồ sơ 1 triệu là 25 triệu Hồng An bán quầy vốn luôn. Con xe này 25 triệu bao hồ sơ cho anh em luôn, coi như là xả cái duyên này luôn đó. Rất đẹp anh em thấy không, máy cỏ này anh em, áo duyên theo xe hết anh em, máy gấu luôn á, cổ vô nè, chén cổ chưa mở nè, đó bị mất cái duyên nè. Nó đâm ra người anh em mình, nếu mà có coi cái kênh này á, sau này mình rút kinh nghiệm đi ha. Nói chung anh em cũng lớn rồi đâu, mình không phải là còn nhỏ, quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, phải không? Không phải riêng mình đâu, nó ảnh hưởng đến rất nhiều người anh em. Hồng An bán không được xe và người khác cũng chẳng mua được chiếc xe này nữa, vì cái quyết định của mình nó thiếu chuẩn, thiếu chính xác, phải không? Rất là cọp luôn á, xe cỡ này đó em, này 20 mấy ngàn cây thôi, cái bô dây kiếp anh em, căm móc 7 màu luôn anh em, vàng bạc lóc nè, ở đó bô như cái kiếp nè, mua 24 triệu đó anh em. Cái con xe này Hồng An mua 24, rút hồ sơ là hết 1 triệu rồi, là 25 triệu 4 đó, bây giờ là bán đúng vốn luôn, bán hòa luôn. Đó, ở đó gấp rồi, nè cà phê chưa, 2 lẻ mấy trên này coi gấp luôn, 2 lẻ 3 nè, chữ công đúng luôn nè, anh em thấy không, cao su zin vẫn còn nè, đó. Ở này đó anh em, máy như xe thùng đó anh em, máy gấu lắm. Rồi trong sơ vẫn còn nè, trắng tinh luôn đó, sáng luôn đó, chưa nồi này nồi chưa chỉnh nồi nha anh em,
nồi chưa chỉnh luôn nha. Nhích ra là bye bye đó. Đứt là cọp thế này. Hơi hám không anh em nghe không? Hơi nó ghê lắm. Trước nó đẹp luôn, thấy không? Đó. Chưa mòn chưa gì hết luôn nè, 20 mấy ngàn cây chuẩn nè. Áo tem rất là đẹp luôn. 25 triệu nha anh em. Nhanh nhanh đi. Anh em nào nói chung là được cái viên này Hồng An là hôm nay là bán quỳ vốn á. Nhanh nhanh mà mình chơi. Nè phục anh em thấy không? Đã phục lại cui luôn á, đã phục còn luôn nha anh em. Phục còn luôn đó. 57 màu, thấy không? Quá gấu luôn thế này. Không mua mua cái gì bây giờ anh em? Con xe đỉnh mà nè, coi cổ bô nè, chưa mở chưa gì nè đó, ở đó đó, máy ấm hiểm luôn, bịch bô không nghe tiếng đó. Không có một tiếng động luôn nha anh em, bịch bô á nha anh em. Cục máy nó ghê không anh, kinh khủng anh em, cục máy cỡ đó đó. Cỡ đó đó anh em. Ghê thiệt. Tiên viên theo xe luôn nè anh em. Tiên viên chưa bấm luôn á. Màu không. Được những con xe như vậy đó anh em thấy không? Cả một vấn đề tâm huyết luôn anh em thấy không? Cản chưa mở chưa gì hết luôn nè, ổ khóa 7 màu rồi. Cục zin theo xe nè thấy không? Lựa cỡ đó đó anh em thấy chưa? Tâm huyết của mình mua cái xe 24 triệu mà anh em không ăn mua 24 triệu vốn luôn đó. Đó. Nghe chịu không nổi. Cô không nghe tiếng á. Rồi vậy đi nha anh em, 25 triệu không ăn bán hòa vốn luôn, xả xuôi luôn. Không có xe đỉnh á, anh em là chơi này là ok nè, bao đi có lời luôn á. Anh em mua về nhiều khi anh em bạn bè họ hỏi anh em bán lại cho họ 27 triệu họ vẫn mua đó. Nếu mà họ cảm nhận chiếc xe mà chạy thử, anh em lên chạy thử đi, 27 triệu họ chấp nhận mua anh em luôn á. Nếu mà đúng mà anh em biết chơi xe đó, 27 triệu á. Rồi, dài quá anh em ơi, Hồng An đi sơ sơ nha. Con filter hôm nay Hồng An gắn áo vô rồi nè. Con này 204 ha. Áo dán keo nguyên chiếc ha, zin nguyên bản, con xe cọp nha anh em. Đi 20 mấy ngàn cây chuẩn nha anh em. 26 ngàn cây, chìa khóa zin còn nè. Bình hiếu bình nha, mà đạp nổ nha. Con này Hồng An bán là 30 triệu nè. Tắt máy này trước cái đi. Khuya rồi ha. Đó, 30 triệu đó, một con xe cọp anh em. Áo dán keo nguyên chiếc luôn nha. Đời 204. Dán keo nha, không có nứt bể nha. Nói chung là gãy những cái ngàm Hồng An đã xử lý rồi cho anh em luôn rồi. Nó bị gãy những cái chân ngàm. Đó, 107 màu luôn anh em thấy không? Cục zin theo xe nè, còn đát anh em. Rất là đẹp ha, theo dầu nè. 7 màu hết. Nó dĩ chưa khuyết nha anh em, rất là đẹp luôn. Chuẩn 25.000 cây nha. Cái con xe này nè, 20 mấy ngàn cây gì đó. Đắt phục nè anh em, coi đắt phục nè. Cho anh em coi đắt phục cho anh em coi. Con xe cọp nó như vậy đó, phải như vậy cho anh em. Không nổ máy không nghe tiếng đó. Hai bên luôn nè anh em. Đó, lỡ rồi. Đó. Thấy chưa? 204 nè thấy không? Đó, phục rất là đẹp luôn. Ở trong sơn vẫn còn nè. Rất là đẹp ha. Dán keo nguyên chiếc cho anh em keo nè. Còn keo nha anh em mua vài triệu chịu khó lột nha anh em. Máy đang nổ nè anh em ơi. Không nghe tiếng đó. Trời ơi, Hồng An lựa máy anh em khỏi có suy nghĩ anh em ơi. Cò chưa chỉnh luôn nha anh em. Chưa chỉnh cò là gì nha anh em.
bỏ vô như vậy đó. Zin nguyên bản hết ngoại trừ cặp vỏ thôi, xe này là chỉ ngoại trừ cặp vỏ thôi. Test như vậy đó anh em. Bô nè. Bô 20 mấy ngàn cây anh em. Không ăn nói mãi rồi, xe cọp là phải coi bô nha anh em. Bô là biết liền nha. Bô một bô xét là xe nó đi nhiều nha anh em. Chuẩn 20 mấy ngàn cây đó. Đó, như vậy đó. Ốc vẫn còn màu nè, thấy không? Đó, cỡ gì cỡ cũng phải còn xanh xanh nha anh em. Đi nhiều phải vẫn còn xanh nha. Ốc này mà nó xét là thua nha, đi rất là nhiều nha anh em. Bộ phận này nó quan trọng lắm nha. Ốc mà xét á là đi nhiều nhiều lắm nha anh em. Phải còn xanh xanh nè. Đó. Phải còn xanh xanh nha anh em. Là đẹp, thấy không? Nè, thấy không? Vẫn còn xanh xanh nè, thấy không? 20 năm vẫn còn xanh xanh, ý 16 năm ha, vẫn còn xanh nha anh em. Đừng có xét nha, xét là thua nha. Anh em để ý nha, không ăn chỉ những cái chi tiết nền cho anh em hết rồi đó. Không, chưa mở, chưa chỉnh nè. Đó, rất là đẹp. Cái này 30 triệu thôi, anh em nhanh nhanh nha. Đó, theo xe luôn nè. Gấp không một vết chày vết xước luôn nè. Con xe cọp nha anh em. Áo tem rất đẹp ha. Không nứt không bể nha anh em, thấy không? Tem rất là đẹp luôn. Đó. 4 số một chủ nha. 4536. 204 nè, số rất đẹp nha anh em. Xe này anh em thành phố giữ biển số được nè. Đó, rất là đẹp luôn. 30 triệu thôi anh em, nhanh nhanh anh em ơi. Đó, bô nè, như cây kiếm. Đó, rất là đẹp, thấy không? Trời ơi, xe quá đẹp anh em. Lựa gì nữa? Đó. Suy nghĩ gì nữa anh em? Đừng suy nghĩ nữa anh em ơi. Suy nghĩ là mất đó, ha. Nói chung là Tết rồi anh Hồng An lựa những con xe đẹp, xe chất là chia sẻ cho anh em hết luôn. Đó, ở đó đó. Ghê chưa? Máy cỡ đó đó nè. Bẩn không? Nè. Nồi chưa chỉnh luôn nha anh em. Chưa chỉnh nồi luôn nha. Ôi nè. Chưa mòn nè. Máy nè. Đấu chưa anh em? Ở đó đó. Bao tay zin nha anh em, chưa rút nha. Thấy không? Đó, zin biết liền là chưa rút luôn nè. Qua đây nó hơi rút nhẹ một xíu nha. Đó. Yên nè, sở còn nha anh em. 204 nè, thấy không? Quá đẹp. Em đi hàng lại cái chân nè anh em, thấy không? Đó, hôm nay em đi hàng cái chân lại nè. Bữa đó bị gãy nè, gãy cái chân nè. Đó, xử lý lại cho anh em luôn ha. Đó, rất là kỹ luôn. Đó. Rồi, vậy đi, 30 triệu ha. Anh em nào có duyên thì chơi luôn. Máy thì thầm. Và ngày mai Hồng An sẽ chia sẻ con nào quay thái 110 xe này chưa rớt đầu nha anh em. Hồng An test kỹ, kiểm tra kỹ luôn rồi. Hôm mua bữa mua về không có thay dàn áo nó ra. Giờ sẵn có dịp mở dàn áo ra luôn nha anh em. Đầu nồi đầu chưa rớt nha anh em. Nó trắng là do họ rửa đó, đó cái vô xanh nó còn nè, thấy không? Đó, mình không ai tưởng là họ đã thay miếng giòn, thực sự không phải nha. Giòn này là giòn xanh vì họ rửa quá đâm ra tẩy cái họ bắn cát á, bứt đi cái lớp xanh. Còn cái lớp trắng không à. Mà nhìn kỹ lại là lớp xanh nó còn nha, chưa rớt đầu, dấu chưa có dấu nha anh em, đầu chưa rớt, máy đỉnh luôn nha anh em. Con này là full kiện nguyên chiếc như mới đó, đồ chơi không ha. Con này là mang bán 40 nha anh em, đầu chưa rớt, xe dọn kiện nguyên chiếc nha, rất là đẹp luôn. Áo zin theo xe luôn nha anh em, nhưng mà họ sơn mới rồi. Rất là ok.
sơn cam chưa thay luôn nha anh em. Xe này sơn cam chưa thay, chưa mở luôn nha, nguyên bản hết á, cục máy này á. Kiểm tra kỹ rồi nha anh em. Đó. Chút xíu nó là Hồng An bán lầm, bán lầm rồi lâu lâu như bị lục lục nghề nha anh em. Đó, trắng trắng nó tưởng nó rớt. Tưởng họ thay cái giòn giòn mới. Giòn sửa thật ra không phải nha. Do họ rửa quá đâm ra nó mất đi cái lớp xanh, còn lại lớp trắng nè. Nhưng mà nhìn kỹ là nó có lớp xanh nè, thấy không? Đó. Rồi con này là 40 triệu ha. Đầu chưa rớt. Máy cực kỳ đỉnh nha anh em. Full mâm Raider cục này. Đó. Đùi gà KFC bô thiêu neo 125. Đó. Mâm Suzuki Raider mới nha, hàng hãng nha anh em, Suzuki nha, chứ không phải hàng chợ nha. Cục này nè, bô thiêu neo nè, đùi gà KFC nè. Đó. Cặp lốc có sơn nha anh em. Xe này cặp lốc nè, dàn áo có sơn nè. Áo zin sơn là hết nguyên con luôn, dán tem ba lớp luôn. Đó. Còn dàn nhựa là dàn nhựa zin nha. Hôm nay cũng mới rửa nè, IC sạc còn nguyên hết. Bình xăng phiêu neo 125 nha. Đó, anh em nghe kỹ nha anh em. Cùi đề zin nè, đó. Cốc treo máy còn đẹp luôn. Rất là ok ha. 40 triệu thôi anh em, đi cái lễ đi tóc tay ok nè, đi xa nè. Bảo hành máy 1 năm cho anh em luôn. Đầu chưa rớt nha anh em. Nồi họ Davidson hôm nay chưa có kiểm tra cái nồi, nhưng mà theo họ mang nghĩ là nồi này nồi zin á. Thì họ mở ra họ thay miếng giòn nè. Họ bỏ đi sơn mới lại, đâm ra mình chưa có kiểm tra bên trong ha. Họ coi như là Hồng An bảo đảm ra đầu chưa rớt ha, máy êm. Đó, máy êm ru nha anh em. Đó. Con xe là chức á, theo dầu của RS nè, mới nè, hạng mới không ha, theo dầu của Racing Boy luôn. Đó, mâm Racing Boy, mâm có su Suzuki Surrender ha. Đó, rất là đẹp. 40 triệu bị số VIP nha anh em. Anh em nào có duyên lấy con này mình đi chơi Tết là ok luôn nè. Đó, quá dữ. Đúng 40 triệu không bớt nha anh em. Quỹ quyền công chứng sang tên đều được nha. Anh em giữ biển số này đi chơi nè. Máy nè. Mâm chuẩn đó anh em, mâm chuẩn lắm, đồ là hàng ốc titan không à, 50.000 một con á anh em, ốc kiểu không anh em, thấy không? Dọn nguyên vỏ tâm huyết mà, đúng 60 mấy ngàn cây nè, 62.000 cây chuẩn nè, không tua nè, đúng 62.000 cây đó, thấy cùm không? Rất là đẹp luôn. Đó. Vẫn còn zin của nó nè, thấy không? Dàn nhựa zin nè. Áo sơn mới thôi nha. Đây là yên này có thai rồi, yên này 2.4 quen pha. Quen pha 2.4 nha. Đây yên zin 2.4 quen pha. Rất là dày luôn anh em thấy không? Chị cui à. Bình xăng cũng còn nguyên nè. Đó. Nguyên bản ha. Đó, xe này cục máy khỏi có bàn luôn. Ốc titan từng con một luôn anh em. Dọn tâm huyết anh em, thấy không? Tại thắng mới ha. Heo này heo mới nha anh em. Đèn zin nha. Vàng nhựa vàng đèn còn nguyên. Áo này áo zin đem đi sơn, sơn mới lại hết ha. Đó, một con xe đẹp, biển số VIP. Quá đẹp anh em. 40 triệu ha. Ủa, máy nổ đạo quá nè. Máy quá dữ rồi. Rồi vậy đi ha. Cũng đúng là 55 phút rồi. Con xe như vậy đó em. Anh em nào ngày mai lễ nè, tức Noel nè, đó, có dịp mình có cái duyên mình chốt mình mua chiếc xe, những cái xe mà Hồng An vừa mới giới thiệu trong cái cửa hàng ha. Xem duyên của ai nha. Số điện thoại nè anh em. 0368888383 và 0907954375 nha. 26 điện thoại này anh em cứ là gõ
hoặc nhắn tin hoặc chốt gì đó, anh em cứ gọi trực tiếp ha. Đó, báo chồng em. Anh em nào hãy nhớ nha, quyết định cho chuẩn, cho chính xác một lần thôi. Đừng có để mất mất duyên. Hồng An nó cũng ngại lắm, anh em mình mua bán là chữ tín là đặt lên hàng đầu. Hồng An đã hứa là Hồng An sẽ làm. Và năm ra anh em hãy quyết định cho kỹ, chính xác một lần, chứ đừng có chốt bừa chốt bậy, nó chung thì nó không có hay cho cái người bán lẫn người mua ha, mất đi cái tình cảm nha anh em. Thà mình chậm mà chắc đi, đừng có nhanh lẹ quá rồi mình không có làm mà được á, thì đâm ra cái người bán nó cũng khổ mà người mua nó cũng khổ nữa anh em ơi ha. Rồi bye bye anh em nha.